mới về có giá chưa? À, con này thì mới về được biển số 68 nha mọi người, 0889, biển số cũng khá đẹp ha. Con này, quả con này hình như sơn lại không ta? Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô mô tô. Hôm qua thì nghỉ ngày không có đăng mọi người. Thì anh em hỏi khá nhiều và nhắn tin mình tại sao anh không đăng clip hay gì đó. Thì hôm nay mình sẽ quay những cái câu hỏi của anh chị và các bạn, ví dụ như dòng R15 V3 nè, CBR150 nè, CBR Thái nè và một số dòng nhỏ. Ngoài ra thì mình sẽ kèm một số con mới về. Mình thấy cũng phần khối lớn mới về. Thì các bạn muốn mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 4Q8 á. À, rồi, chắc là mời anh em theo mình để mà mình cập nhật một số dòng xe nha mọi người. Rồi, cứ đi vào rồi em. Tại vì hôm nay nhờ thằng em mọi người, thằng em nó quay đỡ cho anh chị và các bạn xem ha. Đó, mọi người hỏi khá nhiều, một số dòng thì mình sẽ quay cho mọi người nha. Thì đây nè. Còn đầu tiên chắc là mình sẽ báo những cái câu hỏi của mọi người khá nhiều thì mình sẽ quay luôn trực tiếp luôn cho mọi người ha. Con R15 V2 này mọi người hỏi rất là nhiều luôn. Con này thì biển số 69 nha mọi người. Đời 2014 á. Con này là 33,9 triệu. Thì con này thì mới về nên không có giảm giá nha mọi người. Anh em mình chú ý á. Các bạn biết sao? Đợt này tại vì lý do là xã giảm giá rất là nhiều luôn nên các bạn chú ý. Dòng 150 sẽ giảm 3,9 triệu nha mọi người. Và phần khối lớn thì giảm cao nhất là giảm 15 triệu ha. Giảm 15 triệu thì dòng nào là giảm mạnh thì anh chị và các bạn mình xem kỹ em ha. Còn mua trả góp á, mọi người hỏi cái câu hỏi là anh ơi, ở bên mình có trả góp hay không? Thì xin phép mình xin tư vấn cho các bạn là bên này vẫn hỗ trợ trả góp, chỉ cần chứng minh hoặc là căn cước công dân. Những cái xe mà từ 40 triệu trở xuống á mọi người thì anh chị và các bạn mình không cần trả trước nha. Còn trên 40 triệu thì cái phần còn dư ra bao nhiêu thì mọi người trả luôn ha. Rồi, con thứ hai cho mọi người luôn. Con thứ hai anh em cũng hỏi khá nhiều nè. Con này là CBR Thái nè. Ủa con này bán chưa đồng? Con này là 32 triệu nè mọi người. Được rồi, một dòng nữa đây mọi người. Con này anh em hỏi nhiều kinh khủng luôn. Mà sao nó còn nằm đây ta? Cái này là GBX Demon nè mọi người. Nhưng một mình 1m66 nè mọi người. Ngồi thì thoải mái lắm. Đó, con này giá bao mềm luôn. Thì GBX Demon mà bản GR nha mọi người. Đó. Thì con này là 33,9 triệu mà con này giảm thì còn có 30 thôi. Còn nếu mà cái bản GN á, GN bán hả ta? À GN, còn GBX Demon mà bản GN á là nó chỉ 24 triệu thôi. Giảm xuống á thì nó còn 24 nha mọi người. Đó là những cái câu hỏi anh chị và các bạn hỏi ha. Rồi, một dòng nữa là anh chị và các bạn hỏi khá nhiều về FZ này. FZ thì mình thấy ở đây bữa nay nhiều lắm. Bây giờ không biết báo sao ta. Chắc là mình báo lướt thôi. Chứ bây giờ FZ mà nhìn như thế này, giờ quay như thế nào. Rỉ nhất ở đây thì FZ là sau khi giảm xong là mình nhớ là còn có 22 triệu luôn. 22 triệu là thấp nhất nha mọi người. Cao nhất cái con đẹp nhất thì bán như ta? Bán luôn hả? Dạ là con đẹp nha, còn lại tầm 3 mấy triệu ha. Rồi, mình báo một vài con thôi mọi người. Hôm nay thì xả khá nhiều thì bữa nay thì đem được cái món FZ qua rồi. Con này biển số 63/2014 á mọi người. Giá là 30,9 triệu mà giảm 3,9 triệu là con này còn 27 triệu thôi. Dòng này không cần trả trước. Tất cả mô tô ở đây thì mô tô chính hãng được bao hồ sơ cho mọi người. Nên anh chị và các bạn ha, bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn luôn. Rồi. Đây nè, có cái con này đẹp nè, phiên bản Movita nè mọi người. Bóng, con này 2015. Bán hả? À? À, khách cọc rồi. Rồi, con này thì biển số 62/2015 là 30,9 triệu nè. 30,9 triệu thì giảm 3,9 triệu là còn 27 triệu nha mọi người. Rồi, một dòng nữa mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em hỏi mình luôn. Anh em nào là chê giá cao, giá cắt kiểu luôn. Thì đây, giá cao thì hôm nay các bạn nhìn đi, 6 con thì còn lại 3 con đâu, đó là giá cao bằng chứng rồi mọi người. Tại vì các bạn biết không, xe mới con này giờ các bạn mua nó đâu có rẻ đâu, nó phải là 80
Tại vì nó 7 mối ra tiền hết thì nó phải là 80 nha mọi người. Đó, hoặc là gần 80. Đó. Còn cái con này cũng là đời giống như thế luôn. 2022 giá là 66 triệu 9 nè. Con này giảm 3 triệu 9 nè mọi người. Là sẽ còn 63. Con này mình nhớ nó đi 500 coi vậy ta. Để mình test. Con này đi đúng rồi 500 coi. Đó, con đầu tiên nha mọi người. Còn 63 triệu mà như một chiếc xe mới luôn. Tại sao không mua những con này tiết kiệm được nhiều? Ở đây đó, anh chị và các bạn mình chú ý á. Ví dụ như là mình mua cái con này nè. Bây giờ mình mua một con xe mới đúng không? Gần 80 triệu. Các bạn chỉ cần mua ra tiền hoặc là chưa ra tiền các bạn gì nữa, các bạn bán chắc chắn nó sẽ lỗ. Nó lỗ cái phần đó cũng nhiều, thay vì mình mua cái con này 66 triệu nha. Khi mà mình bán á, nó lỗ một ít thôi. Cái kia mình mua xe mới thì nó lỗ một hai phần, thì cái này sẽ lỗ một phần. Đó, nên bài toán kinh tế hiện tại thì người ta vẫn chọn mua con này ha. Rồi, phiên bản HRC, phiên bản đường đua thì cũng còn luôn. Còn một con nha mọi người, biển số 67 á, 2022 luôn á, 69 triệu 900. Con này giảm 3 triệu 9 là còn 66 triệu nha mọi người. Con này đi 283 coi thôi. Xe 283 coi nha mọi người. Rồi. Con này là CBR 150 2022 luôn. Biển số 71. À, con này là 62 triệu 9 á, 62. Ủa con này sao à, không giảm luôn. Con này mới về nên không giảm nha mọi người. Đó 62 triệu 900. Ok. Đó là cái dòng CBR. Còn cái loại mà CBR mẫu cũ thì mẫu cũ chắc là mình báo lướt thôi nha mọi người. Mấy cái con đó thì đang giảm 6 triệu 9 thì thấp nhất sẽ là 47 triệu, đúng không ta? 47 triệu. Đó, anh em nào mua thì mình cứ tới lựa ha, biển số thành phố nha. Rồi, một phân khúc mà mình nghĩ là mọi người xem này, số lượng nó còn rất có hạn luôn. Và 150 á, thì nhắc tới cái dòng này thì mọi người đi rất là nhiều luôn. Đó là GSX 150R cho mọi người. Bản R á, hiện tại ba con này là xe mới á, 59 triệu 900 bao VAT, nhưng mà giảm, sau khi giảm 3 triệu 9 nó sẽ còn lại 56 triệu nha mọi người. Anh em mình chú ý giùm em á, 56 triệu các bạn trả góp thì vui lòng chuẩn bị từ 16 cho tới 20 triệu, hoặc các bạn có thể là mua bên mình xuất hóa đơn cho anh chị và các bạn mình ra tiền ha. Rồi, còn xe cũ thì bữa nay hạn chế lắm, cực kỳ hạn chế luôn. Sau khi mà xả, hôm nay là ngày thứ tư, 1, 2, 3, 4, còn 5 con GSX, còn 4 con hả? Đây, còn 4 con đâu mọi người, 4 con GSX cũ thôi nha. Ngày mai mà nếu anh em nào mình xem được cái này mình biết đâu, nhưng mà ngày mai mình nghĩ là nó sẽ đi hết, không còn con nào đấy. Con đầu tiên mình giới thiệu GSX cho anh chị và các bạn ha. Biển số 66 2019 là 42 triệu 9 nha. Con này giảm 3 triệu 9 là nó sẽ còn là 39 triệu này. Đó. Đây. Con bên này thì con này 43 triệu 9 này, biển số 66 nha mọi người, 2019 luôn. Còn lại 40, con này đi bộ độ luôn. Con màu xanh này thì biển số 70 nha, 2019 là 45 triệu 9 nha mọi người. Con này thì giảm 3 triệu 9 sẽ còn 42. Con cuối cùng trong lô này là con thứ tư á, biển số 48 2018, con này 37 triệu, con này mới về không có giảm nha. Con này thì 37 triệu mình không cần trả trước nha anh chị và các bạn. Đó, thì GTX thì còn cái bản S thì cũng còn tí nữa mình lên mình quay cho mọi người ha. Tại vì mấy anh em hỏi cũng khá nhiều. Rồi, tiếp tục. Mọi người có hỏi về Kangoo 350 và 250. Thì đây, tại vì hai cái dòng này vẫn cho trả góp cho anh chị và các bạn ha. Hôm trước thì cái con này mọi người báo giá thì nó hơi nhầm một tí. Con này thì 2015 42 triệu 9 á. Thay vì anh bớt theo ví dụ như những cái dòng này á thì anh bớt sẽ 3 triệu 9. Nhưng mà 3 triệu 9 sẽ còn lại là 39 triệu. Nhưng mà hôm đó thì anh vui thì anh giảm thêm 1 triệu nữa là 4 triệu 9, con này sẽ còn lại 38 triệu nha mọi người. Tại vì đôi lúc thì không nhớ rõ thì mình báo 38, 39 nó hơi lộn cái. Nhưng mà anh em mình xem được cái video chuẩn á, thì con này sẽ là giảm còn 4 là 38 triệu. Đó, mua trả góp luôn. Còn Kangoo mà 250, con này còn lại nhiêu ta? 20 mấy ta? Con này tự nhiên mất giá quá. Mà còn mình nhớ con này là 20 mấy triệu này.
không nhớ nữa mọi người, mọi người có thể tìm lại clip trước nha. Nhưng mà mình nhớ con này giảm xong còn 20 mấy triệu thôi. Đó, Kangoo 250. Rồi, mình chuyển qua G3X Raider nha mọi người. Con này biển số 60/2020. 43.900, con này thì giảm 3.900 luôn à. Đúng không ta? 3.900 còn lại 40. Rồi. Một dòng một phân khúc nữa mà mình nghĩ là nhiều anh em chuộng nè. Đó là Kawasaki Fusan RS 200 nha mọi người. Con này đời 2017 ha. 42.900 mà con này giảm 3.900. Còn lại 39. Con này giảm 4.900 luôn nè. Và còn lại 38 triệu luôn. Đó, tại vì nhiều lúc á, theo như dự định là sẽ giảm 3.900, nhưng mà ngẫu hứng đều lúc xả luôn thì sẽ tăng thêm 1 triệu nữa là 4.900 nha mọi người. Còn những cái dòng ví dụ như này nè. Anh em mấy cái chú hỏi nè, con này thì 25.900 này, con này là Thunder đúng không? À EN con này giảm 3.900 nó còn có 22 triệu thôi mọi người. 22 triệu cho em này ha. Đó. Con này để mình coi biển số ở đâu. À, con này hồ sơ có sẵn luôn à. Rồi, con bên này là Thunder. Thunder thì biển số 82/2014 là 30.900 nha mọi người. Con này giảm 3.900 còn 27 triệu. Đó. Ngoài ra thì con bên này Thunder luôn, biển số 71 nha mọi người. 2015 30.900. Con này thì giảm 3.900 còn lại 27 triệu luôn nha. Các bạn chú ý á. Cái này thì thường cái dòng này thì chắc là mấy cái chú sẽ coi nhiều hơn. Con này thì bán rồi hay sao ta? Không có giá luôn. Không có giá, chắc là nó không tầm 2 mấy triệu thôi. Rồi, con này là SB à? Hả? SB hay AB chứ? AB, hồ sơ cầm tay 2018, 32.900. Con này giảm còn... con này giảm 2.900 nha mọi người. Mức giảm con này 2.900 còn 30 nha. Con bên này là... SUGD 110 biển số 68 2017 là 23.900. Còn đối với những cái con xe mới mà cái mẫu Boss City 125 này nè thì xe mới là 28.900 nha mọi người. Mấy con này không biết có giảm không ta? À giảm luôn à. 28.900. Mức này thì mức giảm có 2.900 thôi, còn 26 nha. Rồi. Chắc là mình sẽ lên bên kia mình quay một số dòng cho anh chị và các bạn. Ví dụ như là những con Moto Mini nè. À, MT nè, rồi một số dòng phân khối lớn á, tại vì mọi người hỏi khá nhiều thì mình cố gắng mình quay. Đây, đây này một cái phân khúc mà mình nghĩ là nhiều anh em hỏi đây. Con này là GX Bandit nè mọi người. Bandit thì con này là sơn lại rồi ha, nó không còn gọi là màu zin, nhưng mà con cũng đẹp, cũng được chứ không phải gọi là đẹp lắm. Đi tay thắng cùng tay thắng Rambo. Con này biển số 93/2018 là 36.900 mà giảm 3.900 còn lại 33 nha mọi người. 33 triệu mình có con GSX Bandit rồi. Rồi, còn ví dụ Benelli nè. Benelli mà cái loại Moto Mini á, như con này nè, rất là rẻ luôn, biển số 70/2019 18.900 thôi mà giảm 2.900 còn 16 triệu này. Con này đẹp lắm. Hàng này còn bọc, con này bọc keo nguyên con nè mọi người. Rồi, sẵn mình quay thì mình sẽ quay luôn cái dòng GTX cho mọi người á. GTX này thì lô này là lô xe mới, 1, 2, 3, 4 con xe mới nha mọi người. Giá của nó là 54 triệu bao hồ sơ, nhưng mà được giảm 3.900, sẽ còn lại là 49 triệu ha. À, 54 ha. Hình như con này giảm 2 lần rồi đúng không ta? Thì lô này sẽ giảm từ 54 giảm xuống là còn lại là 49 nha mọi người. Đó, còn lại 1 này, 2, 3, 4 con, 4 màu ha. Rồi, bên này thì xe cũ này. Xe cũ thì con này thì nó không phải là màu sơn zin của nó đâu nha. Cũng là màu đỏ, chắc là anh em nào phục phong thủy gì đó, họ sơn lên cái màu đỏ hơi bầm tí ha. Con này giá nhiêu ta? À, mới về. Nhưng mình nhớ là cũng 3 mấy triệu thôi. Có gì anh em mình tua lại cái clip coi nha. Bữa mình có quay 1-2 lần nữa mà tại anh em có hỏi nè. Rồi, MT bán luôn à. Chưa. Con này là 56 triệu. Sau khi giảm còn 56 triệu này mọi người. Con này biển số bình định luôn đó. Con này biển số 70 Tây Ninh. Còn biển số bình định thì bán mất rồi đó. MT thì còn một con nha. Anh em nào mua thì mình tranh thủ nhé. Rồi bên này nè. Bên này là lên quay như con kia mới về đúng không? Con màu trắng á.
Đây, Yamaha R3 này. Mọi người hỏi cũng khá nhiều. R3 này thì con này giảm kịch sàn luôn. Anh em hỏi nhiều lắm luôn á. Con này thì giảm còn 80 triệu nè mọi người, 86 triệu nè. Mà giảm 6 triệu còn 80 triệu nha. Con này thì đời 2018 nha mọi người, biển số 67 nha. Kết cái cho anh chị các bạn nghe. Đây đâu ta? Con này nó ngược à? Đó. Đi 13.000 coi. Ok. Còn con bên này thì siêu rẻ thôi. R3 mà chỉ có 70 triệu là nó rẻ không tưởng được luôn nha mọi người. Vẫn còn ở đây ha. Rồi. À, mình chuyển qua bên này ha. MT thì mình nhắc lại nữa nha mọi người. MT thì MT mới á, vẫn còn nha mọi người. Sau khi giảm hết là nó còn 97 triệu. 100 triệu mà giảm 3 triệu thì còn 97 nha. Xe này là mới 100% bao VAT. Rồi Ninja 3 thì hôm nay lại về thêm một con nữa nè. Ninja 3 thì con này rẻ nè, con này thì lên đầu chế tạo đầu R1 đúng không ta? ZX10R nhưng mà cái nhìn thì nó không có đeo được đẹp lắm đâu mọi người. Cái vỏ ngoài tàu máy zin 2016 là 65 triệu thôi. Giảm 5 triệu còn 60. Đó. Con bên này thì Ninja 300 biển số 63 2017 là 84 triệu. Đó. 84 triệu cho mọi người. Thì con này sẽ là giảm 4 triệu 9. Ờ đúng rồi, chỉ còn 80. Anh em nào mua thì mình có thể liên hệ nha. Con này mới về. Mới về có giá chưa? À, con này thì mới về được biển số 68 nha mọi người, 0889. Biển số cũng khá đẹp ha. Con này, quả con này hình như sơn lại không ta? Yếu bình không mọi người? Để em coi đi bao nhiêu ngàn coi. Con này đi 15 ngàn coi nha mọi người. Con này thì sơn lại bên ngoài. Con này là giá là 78 triệu nha mọi người. Thì cái lô Ninja này thì anh chị và các bạn nào mình thấy phù hợp con nào thì mình liên hệ. Rồi, chắc là mình báo sơ cho anh chị và các bạn thôi. Còn R15 thì quá nhiều rồi. Các bạn mình có thể là tua lại ở những clip mình quay R15 á. Tuy cái số lượng đã bán đi cũng khá nhiều nhưng mà vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho anh chị và các bạn nha. Mọi người xem thì mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông giùm em nha. À, rồi, còn bạn nào mà muốn xem những cái dòng nào thì mọi người cứ comment bên dưới để mà có gì mình quay clip mình trả lời chi tiết cho anh chị và các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.